Thực hiện quy định về cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt Đảng ở chi bộ cơ sở vào ngày mùng 3 hàng tháng. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ của chi bộ khu phố 3, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Với 140 đảng viên, những năm qua chi bộ khu phố 3, phường Bãi Cháy luôn khẳng định và phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên và nhân dân trong khu phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp ủy đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Nhiều năm liền, chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu. Hàng tháng chi bộ duy trì tốt nề nếp sinh hoạt trên cơ sở nội dung được đổi mới theo đúng hướng dẫn của cấp trên, tạo được không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, tập trung vào những vấn đề cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn quan tâm. Đánh giá lại tình hình hoạt động công tác tháng 6, chi bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Thành ủy Hạ Long, Đảng ủy phường Bãi Cháy và chi bộ đề ra, trong đó tổ chức kết nạp đảng viên mới, triển khai chỉ thị số 20 của Thành ủy Hạ Long về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, ủng hộ kinh phí sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn ở địa bàn vùng sâu vùng xa. Qua thảo luận, các cán bộ đảng viên và nhân dân khu phố cũng bày tỏ niềm tự hào rất lớn sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Quảng Ninh đã đạt được những dấu ấn mang tính lịch sử. Đây là nền tảng để tỉnh hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Điều đặc biệt hơn là trong tất cả các thành tựu ấy, người dân đều được thụ hưởng. Qua đó càng củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo thành sức mạnh tổng hợp để Quảng Ninh vững bước trên chặng đường phát triển mới. Dự sinh hoạt thường kỳ với chi bộ khu phố 3 phường Bãi Cháy đúng vào dịp tỉnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và cũng vừa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ những cảm xúc đặc biệt khi thấy được niềm tin và sự tự hào trong cán bộ đảng viên về Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Những kết quả thành tựu chủ yếu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự nỗ lực của chính đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, văn hóa và cách mạng, sự năng động, tự lực tự cường và khát vọng đổi mới sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào về quê hương đất nước, sức mạnh của vùng mỏ anh hùng, kỷ luật và đồng tâm. Quảng Ninh vươn lên đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Qua lắng nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao chi bộ khu phố 3 đã nghiêm túc quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và cũng nêu được những vấn đề xác đáng tại cuộc họp chi bộ. Qua đó thể hiện vai trò trách nhiệm cao của cán bộ đảng viên ở một địa bàn trung tâm thành phố cùng tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu đề ra của tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí nhấn mạnh, theo quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định rõ xây dựng Quảng Ninh là đầu tàu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch quốc tế. Với vai trò vị trí trung tâm du lịch của thành phố Hạ Long, phường Bãi Cháy đang có những cơ hội rất lớn trong phát triển du lịch dịch vụ. Hiện điều kiện hạ tầng cơ sở đã tốt, nhưng phải đi kèm với đó là một môi trường du lịch văn minh, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường, không có tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, phục vụ người dân và khách du lịch. Đồng chí mong muốn cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu, văn minh đô thị, an ninh, an toàn. Chi bộ khu phố tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung sinh hoạt theo tinh thần nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Phải thực sự là chi bộ bốn tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt, luôn nắm bắt chặt chẽ tình hình dư luận, đời sống của từng hộ dân, tiếp tục đẩy mạnh chỉ thị số 05, kết luận số 01 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 16 ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.